Kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Video hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn cách ghép ảnh nghệ thuật trên điện thoại di động cực kỳ là đẹp. Chúng ta có thể tạo được những cái bức ảnh thumbnail, những cái bức ảnh đại diện cho kênh YouTube chúng ta, hoặc là video chúng ta đăng lên YouTube, hoặc là chúng ta có thể ghép những bức ảnh nghệ thuật, những phong cảnh cực kỳ là đẹp. Ví dụ những cái bức ảnh mà mình đã ghép đây, nếu như các bạn thấy hay thì các bạn cứ làm theo. Đây ví dụ một cái kênh YouTube mà mình đã ghép một cái video như này. Đó, mẹo vặt thủ thuật. Mình đã ghép ảnh người, hình người mình lên đây và viết thêm chữ. Đó, đây ví dụ như này. Hoặc là đây, một cái mình đã có tham gia một câu lạc bộ hát có tên là Hát Mãi Vì Đam Mê. Và mình có những cái bức ảnh ghép thêm chiếc mic biểu tượng những nốt nhạc và dấu của ban quản trị cuộc thi tìm kiếm tài năng giọng ca vàng, ví dụ như vậy. Tạo cho nó đẹp, hoặc là một cái ảnh đại diện cho cái video YouTube, nó cách nhận biết nhạc bản quyền nhìn khá là đẹp. Đó, đây nữa. Hoặc ta có thể ghép những cái bức ảnh với một cái nhân vật nào đấy, hoặc là với những người bạn, bạn bè của mình. Mình có thể ghép vào một cái ảnh và một khung cảnh. Đó, hoặc đây. Đó, đây là một cảnh hoa đào. Đó, đây một cảnh hoa đào, hoa anh đào bên Nhật. Đó. Hoặc đây là một cảnh bên New York, một cảnh bên Washington, chúng ta ghép nhìn khá là đẹp. Đó. Và ta có thể viết chữ lên. Thế bây giờ mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn cách ghép những cái bức ảnh như thế này. Trước tiên chúng ta sẽ tải cho mình cái ứng dụng KineMaster. Các bạn tải cho mình ứng dụng KineMaster. Đây. Chúng ta cứ tải được bản Pro thì càng tốt. Rồi tiếp theo ta sẽ tải thêm một cái ứng dụng tách nền phông ảnh với có tên là Background Eraser, thì cái mình không biết tiếng Anh cho nên mình phát âm có khi sai, để các bạn thông cảm. Các bạn cứ lên CH Play, các bạn tìm với từ khóa chữ cái như thế này và tìm đến cái hình ảnh như thế này, chúng ta tải về là xong. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào KineMaster. Đó, ok. Mình sẽ vào từ đầu. Chúng ta sẽ ấn dấu cộng. Rồi chúng ta sẽ chọn tỷ lệ 16:9. Rồi tiếp theo ta sẽ chọn vào đa phương tiện. Và ta chọn đến cái bức ảnh mà chúng ta muốn ghép. Thì nó sẽ nằm ở phần download. Chúng ta có thể download, hoặc là chúng ta có thể chụp ở đâu đó thì chúng ta vào phần đấy. Đây mình đã download thì nó ở đây. Đó. Rất đơn giản. Ví dụ như là mình muốn ghép vào một cái bức ảnh như thế này, ở bên Nhật như thế này. Ok. Đó, đây nó sẽ bị kéo hình. Chúng ta ấn vào và chúng ta ấn tiếp vào cái ô vuông này. Ta chọn bên trên bên dưới bằng nhau. Trước tiên là chúng ta lấy tay chúng ta chỉnh. Chỉnh làm sao cho nó cái bức ảnh nó đẹp, nó cân đối. Rồi ví dụ như này. Và mình sẽ ấn dấu bằng, tức là hai, tức là lúc bắt đầu và lúc kết thúc bằng nhau. Và tiếp theo ta chỉ ghép ảnh chúng ta vào đây. Bằng cách chúng ta ấn vào lớp, ấn vào đa phương tiện và chúng ta chọn đến cái bức ảnh chúng ta đã tách, thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn tách. Bây giờ mình sẽ ghép luôn cho các bạn xem. Đây ví dụ một cái bức ảnh như thế này. Đó, mình sẽ đặt vào đây. Rồi tiếp theo mình sẽ ghép bức ảnh của mình vào, thì cũng ấn vào cái phần đó. Rồi ví dụ như này. Đây ví dụ như này, thì chúng ta căn chỉnh làm sao cho nó cân đối một chút. Đó, ví dụ như này. Rồi, ok. Đó, và cái này nó đang ở bên ngoài. Chúng ta sẽ cho nó vào bên trong. Ấn vào dấu 3 chấm này. Và chuyển xuống dưới cùng. Đó, nó sẽ nằm bên dưới hình cô gái này. Và ta có thể chỉnh to nhỏ tùy ý. Rồi, và ta có thể chỉnh to nhỏ tùy ý. Đó, ok. Ta có thể thay đổi cái màu sắc của ảnh này để cho hai cái ảnh nó giống nhau. Bằng cách chúng ta ấn vào điều chỉnh màu sắc này. Đó, chúng ta có thể cho sáng lên một chút. Ok. Và ta căn làm sao cho hai cái bức ảnh này nó khớp với nhau một chút. Khớp với nhau một chút. Đó, ví dụ người bên này là nó phải sang bên này. Đặt bên này và chúng ta xoay. Đây nó có chế độ xoay. Chúng ta xoay. Đó, hai cái này nó ví dụ nó úp vào nhau như thế này. Đây mình sẽ đặt ra góc bên này.
cái này đeo đặt vào đây. Đó, ok. Rồi, nếu như chúng ta cảm thấy nó đẹp rồi thì chúng ta sẽ lưu lại, chụp và lưu lại. Đây, chúng ta sẽ ấn vào cái hình này, hình trên nhất này, chúng ta ấn vào. Và nó sẽ hiện ra cái ô vuông này, chúng ta ấn vào. Và tiếp tục chúng ta chụp và lưu khung tại đầu phát. Ok. Đó, như vậy là ta đã có một bức ảnh. Bức ảnh mà chúng ta đã ghép. Hoặc ta có thể thay cái bức ảnh này đằng sau này, bức ảnh phía sau, bằng cách chúng ta có thể xóa cái này đi. Bức ảnh này ta xóa đi, ta thay ảnh khác vào. Ta lại vào download, ta thay bất kỳ một cái bức ảnh nào chúng ta yêu thích. Đây, ví dụ như một bức ảnh này chẳng hạn. Ok. Đó, ok. Đây, ví dụ như này, chúng ta cảm thấy nó hay, nó đẹp rồi thì chúng ta chụp lưu lại. Và đây, ví dụ nó có hoa đào này thì chúng ta tiếp tục, chúng ta cũng cho hoa đào rơi rơi một chút bằng cách ấn vào lớp, ấn vào hình trái tim này và ấn vào biểu tượng hoa đào, hoa rơi này. Đó, ok. Rồi, cái bức ảnh này nó đang bị kéo hình, chúng ta lại tiếp tục, ta không cho nó kéo hình nữa. Rồi, ok. Đấy, hoa đào nó rơi. Đấy, để đến mức này. Rồi, đến mức này. Rồi ta có thể chụp, chụp lại. Ok. Chúng ta cũng ấn vào và chúng ta chụp. Đó, như vậy là ta đã được một cái bức ảnh rất là đẹp. Rồi, ví dụ ta có thể làm một cái ảnh thumbnail, một cái ảnh đại diện cho kênh YouTube chúng ta, thì chúng ta chỉ cần viết chữ lên đây. Viết chữ lên đây bằng cách ấn vào lớp này, ấn vào văn bản chữ T đây. Và chúng ta viết chữ. Và ta viết nội dung của cái video là gì, chúng ta có thể viết vào đây. Đó, ok. Rồi, thế bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tách phông nền ảnh này ra. Đó, đây ví dụ như là những cái bức ảnh như này. Bức ảnh này. Đây, những bức ảnh này mình đã tách bằng cái phông, cách tách ảnh ở một cái ứng dụng. Đây. Thế bây giờ mình sẽ vào cái ứng dụng đấy, mình hướng dẫn các bạn tách ảnh. Đây, chúng ta sẽ vào cái ứng dụng này về. Chúng ta tải về và chúng ta ấn. Và tiếp theo, cái ứng dụng này nó có giao diện dọc màn hình này. Chúng ta chỉ cần ấn vào cái phần nào có ảnh chúng ta muốn tách thì nó nằm ở download này. Ví dụ download này, chúng ta ấn vào. Rồi, ok. Đây, ví dụ một cái bức ảnh như thế này, cô gái này, ta ấn vào. Và chúng ta chờ một lát, đấy, rất là đẹp. Nhìn cô gái rất là xinh. Rồi, ok. Tiếp theo ta ấn vào đây. Ấn vào cái biểu tượng ô vuông này, chúng ta ấn vào. Đó, như vậy là nó chỉ cần mỗi hình cô gái thôi. Đó, rất là đẹp. Nó tách rất là chuẩn nha các bạn nhé. Rồi, ok. Và chúng ta lưu lại. Như vậy là xong, xong, rất là đơn giản. Hoặc ta có muốn tách thêm cái ảnh khác thì chúng ta lại quay vào phần đó. Chúng ta tìm, đây ví dụ như ảnh cô gái này chẳng hạn. Rồi, chúng ta cũng lại ấn vào cái phần này. Ấn vào cái phần ô vuông này. Nó còn lại mỗi hình thôi. Tất cả các cảnh không phải hình người là nó cắt bỏ hết. Đó, ok. Ta đã được lưu lại. Và bây giờ ta có thể vào cái bộ sưu tập để chúng ta xem cái bức ảnh chúng ta vừa mới tách. Đây, bộ sưu tập này. Đây, đây là bức ảnh chúng ta vừa mới tách xong. Rất là đẹp. Đấy, ok chưa? Thế bây giờ chúng ta sẽ tiến hành ghép các cái bức ảnh này vào với nhau. Đây, ví dụ như thế này. Mình lại làm lại cho các bạn xem nhé. Chúng ta lại vào phần KineMaster. Rồi, chúng ta sẽ vào đa phương tiện này. Rồi, chúng ta chọn đến những bức ảnh chúng ta muốn ghép. Thì mình lưu nó ở download. Ta vào download. Sau đó mình sẽ chọn đến cái bức ảnh mà mình muốn ghép. Đây, ví dụ bức ảnh này. Ok. Ta kéo dài nó ra một chút. Rồi, cái này thì chúng ta sẽ lấy tay chúng ta bóp lại, làm sao cho cái
khung ảnh nó nằm giữa ở cái ô vuông này, nó không bị tách, không bị thu nhỏ quá. Đó. Đấy, ví dụ như này. Rồi ta sẽ ấn dấu bằng và ta ấn dấu V này. Ok, như vậy là ta đã được một cái bức ảnh nền. Tiếp theo ta chỉ việc ghép ảnh chúng ta lên bằng cách ấn vào lớp, ấn vào đa phương tiện và ấn vào cái ảnh mà chúng ta vừa mới tách. Đó, đây ví dụ cái bức ảnh này xong. Đó, một cô gái rất là đẹp, đặt vào đây. Đó, ví dụ như này. Tiếp theo ta lại ghép ảnh của chúng ta lên. Chúng ta có bức ảnh nào chúng ta ghép. Tiếp theo ấn lớp này. Đó, đây ví dụ bức ảnh này mình cũng ghép đặt vào cạnh một cái cô gái đẹp như thế này. Và mình đặt cái này xuống dưới cùng bằng cách ấn vào dấu 3 chấm, chuyển xuống dưới cùng, tức là nó nằm bên dưới cái hình ảnh của cô gái. Rồi, ta lại phóng to nó lên. Chúng ta căn chỉnh làm sao cho nó đều một chút là được. Căn chỉnh làm sao nhìn cho nó cân. Đó, ok. Rồi, tiếp theo, ví dụ các bạn muốn cảnh hoa đào nó rơi, chúng ta lại ấn vào lớp này, ấn vào hình trái tim này và ấn vào cảnh hoa đào rơi mà chúng ta đã tải sẵn. Đó, kéo xuống. Đấy, nó đang rơi. Ví dụ có một cảnh hoa đào như này. Ok, ấn V. Nó ví dụ như này. Rồi, và chúng ta chỉ việc chụp, chụp cái ảnh này lại là được. Bây giờ chúng ta muốn chụp, chúng ta ấn vào cái ảnh đầu tiên, cái ảnh gốc nền này này, là nó ở bên trên nhất này. Chúng ta ấn vào và nó hiện ra cái ô vuông này. Chúng ta ấn vào và chụp và lưu khung tại đầu phát. Đó, như vậy là ta đã được một cái bức ảnh rất là đẹp. Bây giờ chúng ta quay lại bộ sưu tập để chúng ta xem cái bức ảnh chúng ta ghép. Đây, nó sẽ nằm ở bộ sưu tập này. Đó, đây rất là đẹp các bạn ơi. Ở đây. Đó, đấy các bạn nhìn rất là đẹp. Cái phần tách ảnh này mình phải thừa nhận là nó tách rất là sắc nét, nó không bị lẹm. Đó, nhìn rất là đẹp, hình ảnh cô gái sắc nét luôn. Ok, cho nên ghép lên ảnh rất là đẹp. Thì các bạn cứ tải cái phần ứng dụng đấy về. Rồi, mình trông đều đều thế mà đặt cạnh người đẹp cũng nổi ra phết. Thế còn nếu các bạn muốn làm những cái bức ảnh, muốn làm những cái bức ảnh để đăng lên kênh YouTube làm ảnh đại diện, như là cái ảnh như thế này. Đây, ví dụ như thế này, thì chúng ta cũng viết chữ lên. Chúng ta lấy viết chữ bằng cái ứng dụng trên KineMaster cũng được, hoặc chúng ta viết chữ bằng cái ứng dụng viết chữ lên ảnh mà các video trước mình đã hướng dẫn. Thì cái phần đó nó có những cái chữ rất là đẹp và nó nổi. Ví dụ như cái chữ hát mãi vì đam mê bằng thư pháp này, nó rất là đẹp. Hoặc là cái chữ này, nó có rất nhiều kiểu chữ nó đẹp hơn bên KineMaster mà chúng ta viết chữ. Đó. Ví dụ chúng ta chụp ảnh, ghép ảnh bên KineMaster, sau đó chúng ta sẽ quay lại cái phần viết chữ lên ảnh, chúng ta viết thêm các cái chữ này vào. Đó, đây ví dụ các cái chữ này mình đã viết bằng cái ứng dụng bên ngoài, không phải bên trên KineMaster. Đó là cái ứng dụng viết chữ lên ảnh. Đấy, nó có các cái kiểu chữ mà nó chữ nó rất là nổi, rất là đẹp. Đó, chúng ta có thể tạo được những cái bức ảnh, làm cái ảnh đại diện cho YouTube, cho kênh YouTube chúng ta. Đó. Đây, ví dụ một cái ảnh như thế này, tải về điện thoại không cần app. Đó, ví dụ như vậy. Đó, và các cái bức ảnh chúng ta ghép nhìn khá là đẹp. Đây, cô gái này mình không biết là ai đâu nhé, các bạn thông cảm nhé. Mình đã copy trên mạng đấy. Mình nhìn thấy xinh xinh chúng ta mình sẽ copy. Mình đã copy mà mình ghép lại. Đó. Đó, nhìn rất là đẹp. Đó, hoặc là cái ảnh này nhìn cực kỳ sắc nét. Đó, ok. Đấy, và video hướng dẫn của mình đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chúc tất cả các bạn có được những bức ảnh thật là đẹp để lưu trữ làm kỷ niệm cho riêng mình. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.